xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Nhà Tôi Channel. Hiện tại Cẩm Tươi đang đứng tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Và mọi người có biết phía sau Cẩm Tươi đây là địa điểm nào không ạ? Vâng, đó chính là Aeon Mall Zara Garden FC, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố mới Bình Dương. Và ngày hôm nay là sự kiện khai trương trung tâm thương mại này. Và bây giờ xin mời mọi người cùng theo chân em tham quan một vòng xem Aeon này có gì đặc biệt nhé. Được bắt đầu thi công vào tháng 3 năm 2022 với diện tích là 19.863 m², cao 4 tầng với đa công năng bao gồm siêu thị, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và còn nhiều loại hình khác. Aeon Mall Zara Garden FC là thành công thứ hai của sự hợp tác giữa New Techcom và BKMET Tokyo sau dự án Zara Garden 2. Với sự tăng trưởng nhanh về kinh tế của thành phố mới Bình Dương và tỉnh Bình Dương, nói liền liên kết một thể với khu Zara Garden 2, lân cận và chiến lược phát triển theo từng giai đoạn. Aeon Mall Zara Garden FC hướng tới việc trở thành một trong những khu thương mại phức hợp lớn nhất tại miền Nam. Cùng theo đó là rất nhiều dự án của chủ đầu tư và tập đoàn lớn được triển khai và xây dựng tại thành phố mới Bình Dương để đáp ứng được sự phát triển vượt bậc và dân cư ngày một đông đúc hơn. Tiêu biểu có thể kể đến đó là dự án Artisan Park của chủ đầu tư Gamuda Land, một chủ đầu tư lớn có trụ sở chính tại Malaysia. Tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất của thành phố mới rất thuận tiện cho việc di chuyển trong tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận. Với tổng diện tích lên đến 56.015 m², Artisan Park là một dự án nhà phố thương mại liền kề với quy mô 349 căn shop house. Tất cả các căn ở đây đều được ít nhất 2 mặt tiền đường, được xây dựng theo lối kiến trúc đương đại châu Âu, diện tích lên đến 220 m² đối với căn gấp và 95 m² đối với căn thường. Mức giá ở đây vào khoảng 9,5 tỷ một căn, với phương thức thanh toán cực kỳ hấp dẫn. Quý anh chị có thể tham khảo như trên màn hình nhé. Dự án đầy đủ các tiện ích nội khu như sau: quảng trường mua sắm, phố đi bộ Alexco, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời và còn rất nhiều tiện ích khác nữa, kèm theo một không gian xanh mát được kiến tạo bởi chủ đầu tư Gamuda Land, hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân tại đây một lối sống hiện đại và sang trọng. Quý anh chị sẽ được chủ đầu tư bàn giao thô để có thể tự do bố trí nội thất theo ý thích và công năng của mình. Còn đây là nhà mẫu của dự án Artisan Park nè quý anh chị. Cùng xem qua một vòng nhà mẫu để có thể thêm nhiều ý tưởng hơn cho nội thất nhà mình nhé.
sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương, chỉ cách vòng xoay World Trade Center chỉ 300m và cũng là trạm cuối của tuyến metro kết nối thành phố mới Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai nữa đó ạ. Cùng theo đó là rất nhiều tiện ích có tại trung tâm thành phố mới, hứa hẹn sẽ là thành phố phát triển bậc nhất trong tương lai. Mọi người thấy thành phố mới Bình Dương như thế nào? Có đẹp và đáng sinh sống không mọi người? Sắp tới đây sẽ có rất nhiều dự án và các công trình sẽ được xây dựng. Mọi người hãy đăng ký kênh để theo dõi nhé. Và bây giờ Cẩm Tươi xin chào và hẹn gặp lại với anh chị ở video clip sau nhé. Xin chào!